Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hello Kali, cuộc sống Mỹ của mẹ con mình hôm nay. Mẹ con mình xin chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc và vui vẻ mọi người ha. Thì hôm nay mình mời tất cả mọi người cùng xem những cái hình Halloween á, những cái mà người ta họ trang trí để đón cái lễ hội Halloween sắp tới của nước Mỹ mọi người nè. Mọi người xem chút xíu và sau đó thì mình mời tất cả mọi người cùng ăn gỗ bà khía và xè bông bu với mẹ con mình hôm nay mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều đã theo dõi video của mẹ con mình hôm nay. Chúc cho mọi người xem video vui vẻ ha mọi người. Mọi người đã quay trở lại với kênh của ba mẹ con mình mọi người ha. Thì ngày hôm nay đó mọi người là thứ bảy bên mình đó, cho nên là mình không có nấu ăn, tới mình mua đồ ăn ở ngoài, mình mua đồ ở ngoài mình ăn. Nhưng mà khi mình post cái video này lên thì chắc lại là cũng thứ hai thứ ba kia rồi, nhưng mà thôi mình vẫn giới thiệu luôn thứ bảy ha mọi người. Thì bây giờ đó ở đây mình có mua chè bông bu này, mọi người thấy không, đây là chè bông bu đó, mọi người thấy chè bông bu không? Ở đây thì gỏi và khía Thái Lan đó, chút xíu nữa mình sẽ mời mở ra thì mời mọi người. Mắc kỳ xin đi hai mọi người con. Xin đi giỏi lắm. Xin đi giỏi lắm. Để mà để sát cho, mà để sát cho. Đây là bên trong đó. Ở đây người ta họ có trang bị cho mình sẵn muỗng, muỗng với nĩa với giấy lau miệng luôn đó mọi người. Thì ở đây là hai phần, một phần cay và một phần không cay. Phần cái ở trên này á, là phần không có cay đó, cho má chồng mình, vì má chồng mình ăn cay không có được. Còn phần này của mình là phần cay đó. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần cay này ra ha mọi người ha. Còn cái phần này mình sẽ đưa cho má mình. Măng Kỳ bưng này đưa cho má Măng Kỳ. Con trai mày giỏi đó. Ok, đứng lại mày mở cửa cho. Mày giỏi đó. Thank you con trai mày nhiều. Ok mọi người, vậy thì cái phần này là phần của mình mọi người. Thì mọi người biết không, một phần như thế này này mình mua là khoảng 12 đồng. Thì tính tiền Việt Nam thì khoảng 250-260 ngàn gì đó. Mà ăn rất là ngon luôn. Á, đừng con hôi lắm. Tại vì cái này mắm á. Thì bây giờ mà coi mọi người coi cái bên trong của nó nè. Ở đây nó có bắp cải, nó có cà chua, nó có đậu đủ, đủ nó có đậu đủ và có bạc khía. Rất là cay nha mọi người. Mình nấu mà mình thèm mình chảy. Rất là cay nha mọi người. Mình nấu mà nước miếng mình nó chảy mọi người nè. Thôi bây giờ ăn đã. Thì mình vừa ăn mình vừa nói, mình giới thiệu cho mọi người nghe luôn ha. Thì à rồi mình quên lấy đũa ra ăn rồi. Thôi thì mình ăn cái đũa này của nó cũng được mọi người ha. Măng Kỳ thôi con chạy ra con lát cho mẹ đôi đũa đi. Con chạy ra con lát cho mẹ đôi đũa nè. Đũa đó. Thank you con trai mẹ. Thank you con trai mẹ giỏi quá. Mọi người thấy mình sướng không? Có thằng con trai sai được rồi đó. Đũa. Ok. Thank you con trai mẹ nhiều. Còn cái muỗng với cái ống hút này là chút xíu nữa mình ăn chè bông bu. Ok đưa cho mẹ. Con trai mẹ giỏi lắm. Con trai mẹ ngồi xuống đây. Ok. Con trai mẹ ngồi xuống đó đi. Xíu đi ăn ấp, xíu đi ăn nào không? Ăn nào ha. Ok. Mày cắt mày mở nào xíu đi ăn ha. Ok nè. Xíu đi ăn nào nè. Xíu đi giỏi lắm. Mọi người thấy xíu đi giỏi không? Xíu đi của mẹ giỏi lắm mọi người nha, cực kỳ giỏi luôn á. Xíu đi của mẹ giỏi lắm chứ. Con trai mẹ cũng giỏi nữa. Trai mẹ không muốn ăn gì hả? À? Con không muốn ăn gì hết hả? À? Không à? Apple. Apple đây mày đưa cái này nè. Apple đây nè.
qua đây ngồi. Có dần đụng cái máy quay của mẹ kìa. Đã ngồi xuống. Tao mày giỏi đó. Ok mọi người, vậy thì tao bắt đầu ăn thôi mọi người ha. Thì mình ăn gỏi ba khía thôi. Gỏi ba khía này thì nổi tiếng của Thái Lan luôn đó. Ừ, con ăn đi. Thì mình mua cái tiệm, con muốn gọt chở thì con ra con đưa a má con gọt cho con. Ha, còn con không muốn gọt chở con đi vậy con ăn. Ok. Ok, tao mày giỏi đó. Thì cái món này ở Việt Nam mình á, nó cũng rất là nổi tiếng luôn đó. Ở Sài Gòn nó mang những cái tiệm thi thi vậy đó à, cũng cũng bán cái gỏi ba khía này rất là ngon luôn. Ai cha trời, mình nói mà nước miếng mình đã chảy. Tại mình nhìn cái này nó thơm quá. Thì ở Việt Nam mình nó cũng rất là nổi tiếng luôn cái món này. Mà cái món này xuất xứ của nó là ở Thái Lan đó. Mình mua cái tiệm, mình mua cái món này cũng là người Thái Lan luôn. Hồi lúc trước mình đi học Anh văn đó, mình học tiếng Anh đó. Ở trường học đó thì mình quen cô bé đó cũng. Nhưng mà mình lớn hơn cổ nhiều quá, cho nên là cổ hay kêu mình là mơm mơm á, kêu mẹ đó. Thì mình thì cũng gần 40 tuổi rồi, nó thì mới có 18 tuổi, cho nên nó kêu mình bằng mẹ luôn. Cái nó mỗi lần nó cứ gặp mình á là nó kêu mơm mơm mơm, nó kêu mẹ không kêu má mi hoài vậy đó mọi người. Thì nó mới qua Mỹ đó, nên nó vô chung, nó vô trường, nó học tiếng Anh với mình luôn. Thì hồi lúc trước á là mình với nó là chơi thân lắm, tại vì á là học chung trường đó, rồi cũng hai lại tiệm Thái Lan của nó ăn. Mà lúc đó thì mình chưa có làm YouTube, cho nên mình không có quay nó. Để nếu như có cơ hội, có dịp mình gặp nó, mình sẽ quay cô bé này cho mọi người coi ha. Cô bé người Thái Lan rất là xinh đẹp, rất là dễ thương luôn, nó ăn rất là ngon. Bây giờ nó đang làm đầu bếp cho cái nhà hàng mà mình mua cái món ăn ngày hôm nay đó mọi người. Mình thường xuyên tới nhà hàng của nó ăn luôn, mà do tình hình dịch bệnh như thế này nè, cho nên là không có thể tới nhà hàng của cô bé đó ăn được. Mà cô bé lại làm đầu bếp cho cái nhà hàng đó ha. Thì bây giờ mời tất cả mọi người mình cùng ăn với mình. Mời mọi người ha. Mời mọi người ha. Ngon. Rất là ngon. Ngon quá. Lâu rồi bữa nay mới ăn lại, chắc cũng tháng 2 tháng gì rồi. Im mày ăn thôi, im mày ăn cái này là văng đũa thôi, ăn ra bồ đi. Mời mọi người ha. Chọn ở dưới đây. Ngon quá mọi người à. Phía sau mọi người ở đây nó không có tắt á, cho nên người ta họ trộn bằng chanh á. Mọi người thấy đắt chanh không? Ở đây nó muốn mua thêm những cái thứ đồ mình muốn cũng khó lắm. Mời mọi người ha. Chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Chứ đi dở quá. Cái này ăn này nữa không? Cái này mà dở quá. Mình năn nỉ hai đứa con mà hết sức luôn á, nó mới chịu vô quay với mình đó mọi người. Không thôi nó không chịu nồi chơi với ba nó. Mình ăn gỏi xong á, mình sẽ ăn chè bông bua. Cái này là bắp cải đó mọi người. Ở đây là bằng bắp cải, bắp su á. Ở Việt Nam mình gọi là bắp su á. Mời mọi người ha. Cái máy còn ba khía mấy mọi người, cái giò ba khía nè. Mọi người thấy ba khía không? Tất nhiên là nó mình ăn vậy thôi chứ nó cũng không bằng ở gốc Thái Lan luôn, mà nó cũng không bằng gốc ở Việt Nam mình làm nó ngon hơn, đúng không mọi người? Người ta làm vậy thôi chứ tính gốc của Thái Lan làm á, ở nước Thái Lan luôn, không là ở nước Việt Nam mình làm luôn thì ăn nó ngon hơn, thì nó hấp dẫn, nó đã hơn, đúng không mọi người? Mời mọi người ha. Nhưng mà thôi kệ, thầy ăn đỡ cũng được, có còn hơn không, đúng không mọi người? Hai đứa con mình đi rồi nó không chịu quay phim với mình nữa, thôi mình qua một mình tiếp. Monkey là lái baby cho em nhìn mẹ có Monkey là lái baby cho em nhìn mẹ coi. Ok mọi người, ok mọi người, mời mọi người tiếp tục ăn với mình ha. Mà ba khía nó cũng không chắc, nó cũng không ngon bằng ba khía Việt Nam mình. Ba khía Việt Nam mình người ta họ tự làm á, họ làm nó ngon hơn nhiều. Thôi kệ, có thầy mà ăn đỡ không được mọi người ha. Mời mọi người ha. Cay. Cay quá. Ngon luôn mọi người ha.
Ăn sạch bắp cải luôn. Mời mọi người ha. Bà khía mặn quá. Ăn mặn thắng nước đuối luôn đó mọi người ha. Mời mọi người. Ăn lần này không đã đâu, khoảng 2 phần ha. Miếng bắp cải nữa. Mời thấy không? Thấy sạch. Có cải chấm nước ba khía này cũng ngon. Thấy con là chở bỏ chạy được. Không quay mình nữa. Chứ xin được qua xong bắt anh vô bay lại. Vua mà cải nữa. Rồi thấy sạch rồi đó mọi người. Ôi da, cay quá. Cay quá hai cái má ăn đỏ luôn. Ok mọi người, thì bây giờ chúng ta ăn chè bamboo mọi người ha. Mặn này ăn chua này, giờ mình chuyển qua ngọt. Ăn ngọt là ngon hết sải luôn á. Mở nắp ra đi mọi người ha. Thì cái ly chè của mình ngày hôm nay nè là ly chè ba màu mọi người nha. Màu xanh với màu đen với lại màu hạt lựu á. Thì ba màu vậy đó, không biết chè bamboo ông xã mình nó mua cho mình đây. Mà nhìn ngon và hấp dẫn đó. Có hạt lựu nè, có xương sáo nè, có bánh đọt nữa. Cái này chắc chè ba màu của ta không phải đâu, chè gì ha, chè gì cũng không biết nữa. Mà ngon lắm, thôi ăn đi. Mời mọi người ăn chè với mình ha. Ngon. Ngon chứ. Mời mọi người. Nhà cám hút á, sao mình hút á. Khỏi cần hút đâu ha. Ăn cay ăn mặn ra giờ ăn ngọt á, hấp dẫn ngon mọi người ơi. Ngon quá. Thì mọi người biết không, cái chè bamboo này nè nó cũng nổi tiếng lắm nha. Nó có nhiều tiệm lắm á, ở thành phố nào cũng có tiệm trơn. Ở thành phố San Fran mình cũng có một tiệm, thành phố San Mateo cũng có một tiệm, thành phố San Jose. Thì mỗi lần mình đi San Jose đó mọi người, mình hay ghé vô tiệm đó để mua sinh tố sầu riêng đó. Vì đặc biệt cái sinh tố sầu riêng ở thành phố San Jose, một cái tiệm bamboo này rất là ngon. Còn sầu riêng ở những cái tiệm mà ở những thành phố khác thì nó không ngon bằng. Thì ở San Fran mình cũng vậy, San Fran mình cũng có một cái tiệm chè bamboo này, nhưng mà cái sinh tố sầu riêng ăn nó kỳ lắm, nó không có ngon mà ở dưới San Jose mọi người. Cho nên là ở đây á, chè bamboo ở đây mình chỉ ăn chè thôi, còn ăn sinh tố sầu riêng là mình xuống ở dưới San Jose mình ăn ngon hơn. Mời mọi người ha. Mọi người biết không, có hạt lựu nè, bên trong của nó là củ năng á, người ta cắt củ năng nhỏ nhỏ rồi đó. Cái họ bỏ cái bột năng vô, họ khoái đều lên đó, cái miếng xong dính vô bột năng nè. Ăn giòn 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 mà ngon á. Ngon tuyệt. Quá hấp dẫn luôn. Cái hạt lựu là nhiều nhất luôn. Mời mọi người ha. Ở đây nó có hai loại, một loại ngọt, một loại ít ngọt. Nếu như mọi người mà không thích ăn ngọt á thì mọi người mua cái loại ít ngọt thôi. Cái loại ít ngọt thì nó sẽ làm ăn dễ chịu hơn, cái loại ngọt quá thì cũng hơi khó chịu. Có để cho mình lựa nữa chứ không phải bán một mùi không. Ngon quá. Chà bấm bu ăn hết quá, chảo quá. Chảo quá. Hút thì ngon hơn nữa. Mình hút quá, không là dễ hơn mút. Mút cái mụn nó hơi khó. Sydney, lại đi bay rồi nè. Lại đi bay nè. Ok mọi người, thì nãy giờ mình ăn cũng no sai rồi đó mọi người. Ăn nửa ly chè rồi, ăn thấy có luôn á, cũng hơi no ha. Thì cái video của mình á, tới đây mình cũng xin kết thúc. Mình cảm ơn mọi người rất rất là nhiều đã coi video của mình mọi người ha. Thì mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video kế tiếp của mình. Và mình xin chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình một lần nữa mọi người ha.
Và nếu như mọi người ai yêu mến video của mình, xin hãy ủng hộ cho mình bằng cách nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho mình, để mình có động lực làm thêm những video kế tiếp nữa để cho mọi người được xem vui vẻ ha mọi người. Thì mẹ con mình xin chào và hẹn gặp lại ở đây mọi người ha. Măng kia xin đi qua đây, bye này xin đi. Bye. Chính đi không ba anh hai ba nè. Bye bye nè. 1 2 3 bye bye nè. 1 2 bye bye nè. Bye. Ba Monkey Monkey. Bye. Xin đi bye nè. Bye. 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 Ok Monkey giỏi lắm, Monkey xin đi nó không chịu bye mọi người ơi. Sorry mọi người ha. Vậy thôi video của mình dừng ở đây nha mọi người. Bye bye mọi người ha. Bye bye. Con trai mày đi chơi đi. Ok mọi người, bye bye mọi người ha. Bye bye.